chào tất cả các bạn chúng ta đang bắt đầu ở một cái thời kỳ bình thường mới khi mà dịch covid nó tạm dần dần nó lắng xuống tuy nhiên đó các bạn mọi thứ nó vẫn còn đang rất là ngổn ngang chúng ta vẫn rất là cẩn thận đi từ nơi này đến nơi nọ, sở dĩ nó gọi là bình thường mới bởi vì nó không bình thường các bạn. Chúng ta sống chung với dịch covid 19. Tuy nhiên đó là làm sao để chúng ta có thể giữ được an toàn thì mỗi người trong chúng ta đó phải tự ý thức. Cho nên đó là nói đến vấn đề vaccine thì nó sẽ có những cái thông tin như là những người đó ủng hộ vaccine, còn có những người khác đó, thì lại không muốn đưa vaccine vào cơ thể mình. Như vậy thì nó luôn luôn nó có hai cái cái trường phái đó mà ở những nước tiên tiến đó thì vaccine nó là cái thông tin nó thuộc về riêng tư người ta có quyền chia sẻ và có thể không những nước như ở Việt Nam mình chẳng hạn thì mình rất thoải mái trong cái việc mình hỏi người ta là đã tiêm vaccine hay chưa hay là mình thoải mái nói về cái chủ đề này mà không sợ bị chống đối còn ở những nước khác đó các bạn thì đôi khi chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái việc mà hỏi những thông tin nhạy cảm như thế này người ta có thể chia sẻ người ta có thể không bản thân mình đi theo cái hướng nào thì mình cứ đi theo hướng đó người ta chọn con đường nào thì đó là chuyện của người ta tuy nhiên trong vấn đề ngôn ngữ mình nên hỏi như thế nào để khỏi Phật lòng người khác hay là để khỏi mất bạn bè hay là làm sao đó để mình biết mình có thể tự phòng tránh cho bản thân. Những người mà không sợ Covid hay bản thân họ không thích vaccine thì họ cứ làm như thế. Còn những người mà cảm thấy cẩn thận là trên hết bởi vì ở nhà chúng ta đó có trẻ nhỏ, có người già vân vân thì chúng ta phải đặt câu hỏi như thế nào để đừng có Phật lòng người khác. Ngay cả ở trong môi trường Việt Nam đó các bạn mà chúng ta làm việc với rất nhiều người trong cái môi trường đa văn hóa thì chúng ta cũng phải biết cách hỏi những câu như thế nào để khỏi gây ra cái sự phản đối giữa rất là nhiều người có nhiều quan điểm khác nhau các bạn nha. Thì trong cái bài học này tôi lấy những cái lời khuyên từ CDC nè, cdc.gov đó các bạn của Mỹ hay là của Bộ Y tế Mỹ hay là những cái tờ báo nổi tiếng đưa ra những cái lời khuyên về cái cách thức hỏi thì hôm nay tôi tổng hợp một số câu hỏi tiêu biểu uh, trong một vài tình huống để giúp các bạn hiểu rõ cái cách thức hỏi như thế nào các bạn nha nếu như bạn nào muốn tìm cái danh sách này trong Lan kiên đầm thì các bạn nhớ cái tên của nó hỏi sao về tiêm vaccine bằng tiếng anh để tránh gây mâu thuẫn trong cái chuyên mục học với thầy thắng phạm youtube trong cái mục học tiếng anh theo nhu cầu các bạn nha bây giờ chúng ta bắt đầu bài học Are you vaccinated? Ở trong cái môi trường thoải mái đó các bạn, kiểu như ở Việt Nam mình đó thì các bạn có thể hỏi câu này thoải mái. Are you vaccinated? Are you vaccinated là bạn có tiêm phòng chưa hay bạn có tiêm chủng chưa? cái động từ vaccinate là cái động từ đang nói là tiêm phòng, tiêm chủng đó các bạn. Thì khi mình hỏi cái câu như thế này nè, are you vaccinated? Là bạn đã tiêm phòng chưa? Mình ngụ ý là họ đã tiêm cái vaccine COVID chưa đó các bạn. Cái câu hỏi này nó khá là thẳng thừng nha. Lưu ý với các bạn nha, ở những nước như Việt Nam mình thì các bạn có thể hỏi thoải mái cái câu này mà không ngại ngùng gì cả bởi vì ở Việt Nam đó đôi khi mình được tiêm là mừng rồi các bạn những người không được tiêm người ta đang lo lắng tuy nhiên cũng có một cái bộ phận nhỏ là không thích tiêm vaccine hay là không muốn tiêm vaccine nha tuy nhiên đa phần đó là người ta chấp nhận cái câu hỏi này còn à, những người ở Mỹ đó thì chúng ta phải cẩn thận một chút nữa tôi lưu ý với các bạn. Cái động từ này đó các bạn đọc là vaccinate, vaccinate hay là vaccinate, vac, có âm cỡ ở đây nha, vac, nhưng mà không rơi âm cờ xuống vaccinate Nate. thêm ed vào nó thêm âm it nữa và cái chữ t này nè đổi thành chữ d vaccinated vaccinated are you vaccinated are you vaccinated các bạn nghe lại are you vaccinated are you vaccinated là bạn đã tiêm phòng chưa are you double dosed rồi có một từ khác là double dose double dose là động từ luôn đó các bạn ý muốn nói là mình đã tiêm đủ hai mũi chưa có nghĩa là bây giờ người ta khuyến cáo phải tiêm đủ hai mũi tuy nhiên bây giờ là thêm một mũi nữa rồi nha mà hiện thời thì đang vẫn là hai mũi là đủ cho nên á, nếu dùng cái này như động từ thì các bạn thấy ở đây là động từ nè là dùng ở bị động luôn to be double dosed Âm cuối là âm sờ tờ, có nghĩa là bạn đã được tiêm hai mũi chưa? Đây là một cách hỏi nha. Còn có một cách hỏi khác nữa. Lát nữa tôi nói các bạn. Are you double dosed? Cái chữ dosed này đó các bạn, âm cuối của nó là sờ tờ nha. Các bạn nghe lại. Are you double dosed? Double dosed. Nha các bạn. Are you double, double dosed? Là bạn đã tiêm hai mũi chưa? Và câu hỏi này đó nó cũng phổ biến ở Việt Nam khi các bạn làm trong công sở mà môi trường đa văn hóa các bạn có thể hỏi câu này. Tôi tin chắc là khi mình hỏi câu này ở Việt Nam hoàn toàn không bị vướng nha các bạn. Còn ở ở Mỹ, ở châu Âu, Úc thì mình phải suy nghĩ lại. Bởi vì tiêm phòng hay không đó là sự lựa chọn của mỗi người. Và đó là quyền riêng tư nha các bạn. Cũng cũng rất khó để có thể hỏi thẳng thừng với người ta. Và đôi khi hỏi người ta có quyền không trả lời. Cho nên á, Hỏi những câu này đôi khi nó gây ra cái mâu thuẫn, cho nên lời khuyên là đối với những câu này nè các bạn hỏi ở những nơi như Việt Nam thôi. Have you had both doses? Một cách hỏi nữa là bạn đã tiêm đủ hai mũi chưa là have you had both doses 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 là bạn đã tiêm đủ hai mũi chưa ha thì như thế này là các bạn là xem như ở đây chữ dose dùng như là danh từ mà both doses là cả hai mũi cho nên là danh từ thêm số nhiều vô thêm es vào các bạn ha ở đây dùng cái thì hiện tại hoàn thành là have you had là bạn đã có đủ ý muốn nói là bạn đã tiêm đủ hai mũi chưa hay là are you double dosed là một cách hỏi nữa các bạn nha có hai cách hỏi đó các bạn có thể hỏi cách nào cũng được Are you comfortable with sharing your vaccine status with me? I'm nervous about being around people. rồi ở đây là các bạn trong cái môi trường Mỹ Châu Âu hay Úc đó thì đôi khi cái lựa chọn là quyền của mỗi người mà đã là quyền thì mình không được xâm phạm có nghĩa là mình cũng không được chê bai khi họ không tiêm hay là họ đã tiêm rồi mình cũng không thể nói là họ tiêm như vậy là đúng hay sai đó là quyền của cá nhân cho nên á nếu như mình cẩn trọng trong cái việc mà mình tìm người để tiếp xúc gần đó bởi vì ở nhà mình còn trẻ nhỏ người già thì lúc này đó mình cẩn thận trong cái cách hỏi bằng cách cái tiếp cận như thế này nè các bạn là comfortable là thoải mái đúng không are you comfortable with sharing your vaccine status cái vaccine status á là tình trạng tiêm vaccine đúng không cái chữ này đọc là status như các bạn status status thường thường đó tôi thấy nhiều bạn đọc là status nhưng mà đọc status nó phổ biến hơn status a um, a a sta, status vaccine status vaccine status hỏi xem cái người này có có cảm thấy thoải mái trong cái việc là chia sẻ cái tình trạng tiêm vaccine với mình được hay không thì cái cách tiếp cận này nè các bạn rất lịch sự nếu người ta không cảm thấy thoải mái người ta không chia sẻ với mình còn nếu như người ta nói được thì người ta chia sẻ với mình thì cái câu tiếp cận như thế này là rất lịch sự như các bạn có nghĩa là mình không thể thẳng thừng hỏi are you vaccinated cái câu đó không được ở những nước Âu Mỹ ha. À, còn cái câu này là mình tiếp cận được, đây là lời khuyên của CDC nha các bạn. Are you comfortable? Cái chữ comfortable nè các bạn mình đọc 3 âm tiết thôi. Com 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 Rồi mình đọc comfortable, 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 comfortable. Are you comfortable with sharing your vaccine status with me? Comfortable with doing something là thoải mái trong cái việc làm cái gì đó có nghĩa là cảm thấy làm cái việc đó là người ta cảm thấy thoải mái làm được. Còn nếu như not comfortable with doing something là làm cái việc đó người ta không cảm thấy thoải mái các bạn nha. Rồi, I'm nervous là tôi đang lo lắng about being around people. To be nervous about doing something là mình đang lo lắng về cái việc làm cái gì đó cái cấu trúc là như thế cho nên sau cái about này là động từ thêm miên mà ở đây đó mình dùng động từ to be bởi vì đó ở phía sau là chữ around to be around people là mình ở xung quanh mọi người chính vì ở đây có chữ around nè các bạn có thể nói đó ở đây là tính từ đúng không thì ở đây phải dùng động từ to be mà đã dùng động từ thì phía sau cái giới từ about thì động từ to be phải thêm in là being. là như thế nha các bạn ở trên này cũng vậy to be comfortable with doing something đó đó là cấu trúc đã là cấu trúc thì phải dùng đúng như thế thì cho nên cái động từ share mình phải dùng thêm in là sharing sharing nha ở đây about being around people động từ to be đưa về nguyên mẫu là be thêm in rồi tôi đang lo lắng về cái việc là ở xung quanh mọi người cho nên tôi hỏi đó là bạn có sẵn lòng hay là bạn có thoải mái trong cái việc chia sẻ tình trạng tiêm vaccine của bạn không còn nếu đó, cái lời khuyên đó các bạn người nào mà nói không sẵn sàng chia sẻ đó thì mình xem như là họ chưa tiêm vaccine có nghĩa là mình cứ cứ xem ở trong đầu đó là họ chưa tiêm vaccine và trong đầu của mình được quyền đối xử như họ là người chưa tiêm vaccine thì tùy mình quyết định là mình có ở gần họ hay không. Lúc đó mình có thể cuốn gói đi chỗ khác, không ở gần họ cũng chẳng sao cả. Bởi vì đó là quyền của mỗi người mà, quyền của tôi, tôi chọn không ở gần bạn trong lúc này. ha Thì cái cách giải thích làm sao thì lúc sau tôi sẽ giải thích cho các bạn. If it's not too personal, can you share your vaccine status? I'm trying to consider when to wear a mask. Rồi, ở đây cũng vậy các bạn, có nghĩa là một cách tiếp cận nó à, khá là khá là nhẹ nhàng và lịch sự ha. If it's not too personal. Nếu mà nó không quá riêng tư. Ví dụ như mình hỏi tuổi tác của người ta là riêng tư, đúng không? Mình hỏi những thông tin thuộc về cá nhân của người ta là riêng tư, mình hỏi lương bổng của người ta là riêng tư thì thông tin về vaccine nó cũng là riêng tư người ta có quyền chia sẻ hay không nhưng mà trong cái thời kỳ dịch bệnh toàn cầu này đó là mình được quyền hỏi về cái này nhưng mà phải xin phép trước à, còn những thông tin về tiền lương đó thì gần như là mình không nên hỏi trong tình huống nào hết á còn cái này là mình được phép hỏi nhưng mà chọn cách nào để hỏi cho đúng if it's not too personal nếu nó không quá là cái chuyện đời tư cá nhân nếu bạn cảm thấy nó không quá riêng tư, nó không quá là đời tư cá nhân, là mình dùng câu này nha. Can you share your vaccine status? Vẫn là share your vaccine status. Bạn có thể chia sẻ tình trạng tiêm ngừa vaccine của bạn được không? Bởi vì sao? I'm trying là tôi đang cố gắng to consider là cân nhắc xem when to wear a mask bởi vì cái việc mà đeo cái khẩu trang đó các bạn wear a mask là đeo một cái khẩu trang đúng không? tại vì mình đeo cái khẩu trang mà khẩu trang là đếm được mà mình đeo có một cái thôi cho nên là mình dùng a mask là mình cũng có quyền đeo khẩu trang người khác đó, nếu như trong một quốc gia mà không bắt buộc đeo khẩu trang thì họ có thể có quyền không đeo khẩu trang mình mình cũng vậy luôn mình thích đeo thì mình đeo họ không thích đeo thì họ không đeo còn mình nói cái này đó là mình nhìn nghĩ là mình có quyền để đeo cho nên là I'm trying to consider tôi đang cố gắng cân nhắc xem lúc nào nên đeo khẩu trang nếu như bạn đã tiêm phòng hai mũi rồi tôi cũng hai mũi rồi thì chúng ta không cần đeo khẩu trang với nhau chẳng hạn còn nếu như bạn chưa tiêm thì có thể là tôi phải đeo khẩu trang vô à, bởi vì ở nhà của mình nó là khác với họ đúng không có trẻ em người già thì cái cái cách tiếp cận này nó là như thế đó các bạn If it's not too personal, à, không quá cá nhân. Share your vaccine status. Các bạn cần nhớ những cái cụm mấu chốt á, để diễn tả cái ý đó. Consider when to wear a mask. Tôi cân nhắc xem lúc nào nên đeo khẩu trang. For your information, I got my second dose last month. Rồi, trước tiên muốn hỏi thông tin của người ta đó là mình nên chia sẻ cái của mình trước đây cũng là một cách tiếp cận hay các bạn có nghĩa là nếu người ta không thích chia sẻ thì thôi người ta không nói còn mình tự chia sẻ về thông tin cá nhân của mình cho người ta biết đã nói rồi đây là dịch bệnh toàn cầu cho nên đó, vấn đề cá nhân lúc này đó nó không còn là quá cá nhân nữa các bạn tôi cần biết thông tin của bạn để tôi cân nhắc ha For your information. Cái từ này FYI đó các bạn là viết tắt của cái cụm từ for your information đọc là for your information nha các bạn ha. I got my second dose là đây là một cách nói là tôi đã tiêm cái mũi thứ hai. À, động từ get chuyển về quá khứ I got my second dose last month là tháng rồi tôi đã tiêm cái mũi thứ hai thì đây cũng là một cách nói để thể hiện là tôi đã tiêm hai mũi rồi thì khi các bạn chia sẻ cái thông tin này đó thì likely là cái khả năng có thể đó các bạn là người ta cũng chia sẻ cái thông tin về mũi thứ hai hay là thông tin về vaccine của người ta cho mình nghe The new rules say we have to be vaccinated rồi nếu như ở nơi nào đó mà nó có cái luật ha nó có cái luật bắt buộc ha, phải tiêm vaccine mới được à, đi đến đó hay là mới được tụ họp à, thì lúc này đó mình đem cái luật ra để mình mở đầu câu chuyện nó cũng hay the new rules say cái chữ rules này đó là dĩ nhiên là luật nó đang luật lệ nó đang dùng ở số nhiều có quy định rất nhiều thứ nó đang dùng ở số nhiều thì động từ say lúc này là các bạn là dùng như là ngôi thứ ba số nhiều ha. The new rules say là cái luật mới nói rằng we have to be vaccinated. We have to do something là phải làm cái gì đó. Mà have to be vaccinated. To be vaccinated là được tiêm phòng, là dùng ở thể bị động. Have to be vaccinated là chúng ta phải được tiêm phòng mới được đến nơi. Cho nên nếu ở chỗ nào có cái luật nó quy định thế này thì chúng ta dùng cái cách nói này để tiếp cận nha các bạn. The new rules say we have to be vaccinated. Okay, that's not what I believe. But either way, we have to follow the rules. Rồi, khi mình nói đó, cái luật nó như thế, cái luật nó như thế, thì cái người kia đó mà không thích vaccine đó, thì người ta có thể nói là luật thì kể luật đi, tôi không thích cái điều đó, bản thân tôi không tiêm phòng, không ai bắt buộc tôi cả. Một người có thể nói như thế nha các bạn, thì lúc này đó người ta có thể nói ngược lại với niềm tin của mình. Có nghĩa là trong lúc đó đó là nếu như hai người mà có quan điểm trái ngược nhau đó mà người ta nói ngược lại với niềm tin của mình đó, thì trong lúc này các chuyên gia khuyên đó các bạn là mình đừng có nhảy vào để cãi nhau tại vì thông tin này là thông tin cá nhân của mỗi bên mỗi người đều có quyền cho nên lúc đó các bạn tiếp cận bằng cách này ok that's not what i believe à bạn có thể tin như vậy nhưng mà tôi thì lại tin theo kiểu khác đây, that's not what I believe là đó không phải là điều tôi tin ý muốn nói là tôi tin theo kiểu khác đó các bạn thì khi các bạn nói như thế thì không ai cãi tiếp hết trơn á ví dụ tôi nói tôi tin theo kiểu này còn các bạn nói là a à, còn tôi thì tin theo kiểu này thì đó mỗi người tin mỗi kiểu đâu cần phải cãi nhau các bạn nha cho nên đó, đây cũng là một cách tiếp cận nhẹ nhàng ok that's not what i believe rồi but either way cho dù theo cách nào either way là nếu như có hai cách thì cho dù là cách này hay cách kia thì người ta nói là either nha các bạn but either way cho dù là cách nào we have to follow the rules cho dù là bạn tin là cái này là tốt hay là bạn tin cái kia là không tốt thì chúng ta cũng phải theo luật thôi nha các bạn đây là một cách nói về cái việc mà nếu như người ta cảm thấy cái luật đưa ra như thế người ta cảm thấy bất công người ta cảm thấy là không công bằng hay là gì đó thì mình mình chỉ cần nói như thế này là có thể người ta à, sẽ à, dịu giọng và người ta sẽ theo cái của mình thôi bởi vì cái luật nó như thế rồi giống như ở Việt Nam mình nói là ok à, bởi vì cái luật nó như vậy rồi À, tôi biết là tôi tin khác bạn tin khác nhưng mà cái luật nó như vậy rồi, cho nên nếu như bạn chưa tiêm thì không được tham gia cái này. Như vậy là xong, cho nên là mình đâu có cần mình đánh vào cái quan điểm của người ta như thế nào đâu các bạn ha. Quan điểm mỗi người cứ kệ họ, nhưng cái luật là như vậy thì we have to follow the rules là chúng ta phải tuân thủ luật thôi. Unfortunately, it sounds like we can't get together for now. Rồi có nghĩa là khi mình hỏi thông tin về tình trạng tiêm phòng của một người mà cái luật nói rằng là phải được tiêm vaccine thì mới được đến cái nơi này cho nên đó, mình đang hỏi xem người này đã tiêm đủ chưa người kia tiêm đủ chưa thì lúc này nó rơi vào cái tình trạng là có khi lại cãi nhau giữa hai bên đúng không thì mình đã trấn an người ta bằng cái câu trước đó rồi thì cái câu sau này đó là là mình từ chối thẳng luôn mình nói unfortunately unfortunately là thật không may it sounds like nó nghe có vẻ như là it sounds like we can't get together for now là có vẻ như là chúng ta không thể tụ hội với nhau trong lúc này rồi là bởi vì luật nó quy định như vậy mà bạn có thể tin cái điều kia, bạn có thể đúng nhưng luật nó quy định là phải tiêm đủ hai mũi mới được cho tụ hội tại cái điểm này cho nên là it sounds like nó nghe có vẻ như là we can't get together for now À, giống như trong tiếng Việt mình nói là ồ oh, như vậy thì tiếc quá, như vậy thì lần này chúng ta không gặp nhau được rồi. Thì người kia cũng đâu có buồn đâu các bạn bởi vì luật nói như vậy mà, đúng không? Cho nên là những cách nói như thế này là cách tiếp cận rất nhẹ nhàng. Nghe thử các bạn. Unfortunately, it sounds like we can't get together for now. Cuối bài tôi cho các bạn nghe từ đầu danh sách đến cuối danh sách để các bạn luyện nha. Bây giờ chúng ta đi từng câu. It's only a temporary thing. We should all be able to get back to normal in a few more weeks. Yeah. Nói thêm cái này nè các bạn. Bởi vì chưa tiêm đủ mũi cho nên không gặp nhau được. Nhưng mà mình tiếp tục trấn an bằng cách là It's only a temporary thing. Nó chỉ là một cái chuyện tạm thời thôi. Có nghĩa là bây giờ mình không gặp nhau được chỉ là chuyện tạm thời thôi, chứ không phải là mãi mãi. Hôm nay không gặp được thôi, nhưng mà có khi một hai tuần nữa là mình gặp được. Cho nên mình nói hôm nay chỉ là tạm thời như thế thôi, chứ không phải là vĩnh viễn. Thì mình dùng câu này. It's only a temporary thing. Temporary. Temporary. Temporary, temporary. temporary thing. Nó là chuyện tạm thời thôi, nó chỉ là chuyện tạm thời thôi. We should all be able to get back to normal. Cái cụm get back to normal là quay trở lại bình thường, có nghĩa là hết dịch mình có thể quay trở lại bình thường đúng không? Trước khi dịch mình rất bình thường, mình gặp nhau bình thường, đôi khi mình hôn hít nhau cũng bình thường, nhưng mà trong lúc dịch như thế này thì mình tránh. Ở đây we should be able to là chúng ta có thể ở đây dùng cụm từ là be able to thay vì là we can đúng không? ở đây dùng we should nhưng mà dùng cái cụm be able to để diễn tả cái tính có thể cái chữ should bản thân nó cũng là có thể nha các bạn cái tính có thể của chữ should đó, nó hay hơn chữ can và nó lịch sự hơn chữ can nữa we should all là tất cả chúng ta đều có thể get back to normal là có thể quay trở lại bình thường in a few more weeks. Trong một vài tuần nữa thôi, a few more. Một a uh, few đó các bạn là ít, một ít tuần ha là thêm một ít tuần nữa thôi nha các bạn. I'm vaccinated. I'm going to continue masking because I'm not sure about other people. Rồi, khi các bạn bước vào cái môi trường công sở đó thì đôi khi À, không thấy cái quy định nào của công ty trong cái việc là cần phải tiêm đủ hai mũi vaccine mới được vào làm chẳng hạn khi mình không thấy thông tin đó mà mình cũng chưa biết hỏi ai mà mình bước vào cái môi trường công sở thì lúc này đó mình có thể đeo khẩu trang tại vì không ai cấm mình không ai cấm mình không đeo cả có nghĩa là người ta không bắt buộc mình gỡ khẩu trang ra được còn cái người không đeo đó mà nếu không có luật quy định gì thì cũng không ai bắt buộc họ được cho nên nếu mình cẩn trọng thì mình bước vào môi trường công sở và để tránh làm phiền mọi người hay là tránh mọi người nghĩ thế này thế nọ thì mình nêu cái quan điểm của mình. Mình nói trước I'm vaccinated là tôi đã tiêm ngừa rồi. I'm vaccinated. I'm going là to be going to do something là ý muốn nói là cái dự định của mình là sẽ làm cái gì đó diễn đạt cái tương lai gần nhưng cái tương lai này có dự định là tôi dự định sẽ tiếp tục ở đây động từ to continue phía sau của nó là doing something là continue doing something là tiếp tục làm cái gì đó. Ở đây dùng cái động từ mask là đeo khẩu trang, đeo mặt nạ đó. Thì động từ mask này sau động từ continue là thêm in continue masking tôi sẽ tiếp tục đeo khẩu trang because I'm not sure about other people bởi vì tôi không chắc chắn về những người khác to be sure about something là chắc chắn về cái gì đó ở đây là I'm not sure about other people tôi không chắc về những người khác khi mình bước vào môi trường công sở mình nói cái như thế này khi mình chưa nắm được thông tin các bạn ha thì mình nói như thế này thì người ta cũng thông cảm cho mình thôi có những người không thích đeo khẩu trang và người ta cũng lớn tiếng mắng người khác khi người khác đeo khẩu trang bởi vì khác họ hay là bởi vì uh, theo một cái quan điểm gì đó có khi là theo cái thuyết âm mưu gì đó chẳng hạn tùy ha mỗi người cứ theo những cái của mình bởi vì cũng không biết ai đúng ai sai đâu cho nên là tùy close or not Rồi, ở đây đó các bạn, nếu mình vào cái môi trường công sở và cũng chưa có quy định rõ ràng nào về cái việc là người được tiêm vaccine mới được vào công ty đúng không? Thì đó, mình ngồi gần um, những cái đồng nghiệp của mình thì cái việc đó mình vào công ty mà ngồi gần đồng nghiệp của mình trong một cái căn phòng chung đó các bạn thì lúc đó gọi là shared office Shared office, cái chữ âm d này nè có thể nối về chữ office. Shared office, shared office cũng được ha. Mình nói chỉ shared office cũng được. Nhưng mà nói nhanh từ từ nó nối, nó nối hai từ lại với nhau. Shared office, shared office. We are sitting, mình đang ngồi. Chúng ta đang ngồi cạnh nhau. We are sitting close, đang ngồi cạnh nhau. Here là ở đây. Có nghĩa là nếu mình ngồi cạnh một đồng nghiệp. Đang ngồi cạnh một đồng nghiệp. Thì mình dùng đúng y chang thế này. We're sitting close here. We're sitting close here. In our shared office. Là trong cái văn phòng chung của mình ở đây. Không phải share là chia sẻ hay gì ghê gớm đâu nha các bạn. Là cái văn phòng chung thôi. Chúng ta ngồi chung trong một phòng thế này nè. Có nghĩa là mình ở trong một phòng chung với người khác. Thì mình dùng cái cách nói này nha. Do you mind if... I do something là một cấu trúc để diễn tả là à, bạn có phiền không nếu tôi làm cái gì đó. Tôi có cái clip nói về do you mind if gì đó rồi các bạn nha. Các bạn tìm lại để nghe cái đó thử. Bạn có phiền không nếu tôi làm cái gì đó. Thì phía sau đây là các bạn là một cái mệnh đề. Mệnh đề có nghĩa là có chủ từ và có động từ. Đây I ask. Do you mind if I ask? Bạn có phiền không? Nếu tôi hỏi cái này, nếu tôi làm cái kia Thì ở đây if I ask là động từ rồi nè Rồi ask cái gì? If you're vaccinated or not Ở đây có một cấu trúc là if or not Là liệu bạn có cái này hay chưa? Cái này hay chưa? Cái này hay không gì đó? Thì lúc đó cấu trúc là if or not Hay là cái if or not này có thể thay bằng whether Whether or not, ha hình như tôi cũng có cái clip nói về cái này rồi. If or not, hay là whether là liệu có hay là không. If, if rồi phía đây nè là một mệnh đề sau if là là liệu có cái này or not là hay không. If you're vaccinated or not, bạn có phiền nếu tôi hỏi là bạn đã được tiêm phòng hay chưa không? bạn đã được tiêm phòng hay chưa không? thì cái cấu trúc if or not nó như thế đó các bạn. mình nghe lại thử. We're sitting close here in our shared office. Do you mind if I ask if you're vaccinated or not? ha, yeah. thì đây là một cách tiếp cận hay để mình tránh làm phiền cái đồng nghiệp bên cạnh nha các bạn. mà nếu như đồng nghiệp bên cạnh đó, mà mình nói là do you mind, bạn có phiền không? mà cái đồng nghiệp bên cạnh nói là of course I mind là dĩ nhiên là tôi phiền rồi. Khi họ nói như vậy có nghĩa là họ không muốn share cái thông tin về việc tiêm phòng của họ. Ok, đó là quyền của bạn. Nhưng mà lúc này đó chúng ta hành xử thế nào? Chúng ta có thể cuốn gói đi sang cái bàn khác ngồi cũng được. Đó là quyền của mình. Nhưng mà trước khi đi thì chúng ta cũng nên nói là một cái câu gì đó để thể hiện cái lịch sự các bạn ha. Thì câu tiếp theo tôi sẽ giải thích. I know vaccination is really personal rồi mình giải thích theo kiểu này mình giải thích đó, là nếu người ta không chia sẻ mà người ta phản ứng lại bạn hỏi làm chi thông tin đó là thông tin cá nhân của tôi tôi có quyền không chia sẻ thì người ta có quyền nói như thế nhưng các bạn cũng đừng có nhảy vào cãi nhau với người ta liền không nên tại vì cái đề tài này nó nhạy cảm lắm các bạn thì lúc này đó mình giải thích là I know vaccination Vaccination là danh từ ý muốn nói là sự tiêm phòng. Vaccination is really personal. Là sự tiêm phòng á, là chuyện cá nhân, chuyện riêng tư. Nó giống như lịch sử y tế của mình, không ai được xem đó các bạn, là chuyện riêng tư, đúng không? It's something I want other people to know about me. Nó là thứ mà tôi muốn mọi người biết về tôi. Nó là chuyện riêng tư cho nên là tôi muốn mọi người biết cái điều đó về tôi ha. Tại vì nếu tôi không chia sẻ thì mọi người không biết. Which is why I'm asking. Đó là lý do vì sao mà tôi hỏi. Có nghĩa là mình chia sẻ cái thông tin là tại sao mình lại hỏi cái đó. Có nghĩa là mình muốn người ta chia sẻ thông tin, mình cũng chia sẻ thông tin luôn ha để giải thích cho cái việc là tại sao mình lại hỏi thông tin là người ta có tiêm vaccine hay chưa đó các bạn. I have young kids at home who can't be vaccinated and I'm really worried about them. Rồi, đây là một lời giải thích vô cùng hợp lý nè các bạn, cũng là câu cuối cùng của mình luôn. I have young kids at home. Tôi có con nhỏ tại nhà who can't be vaccinated. À, những cái người mà không thể tiêm phòng được Tại vì đó à, chưa có những quy định cho những cái trẻ em nhỏ đó các bạn Ví dụ như dưới 5 tuổi chẳng hạn à, Thì chưa được tiêm phòng Thì những đứa bé đó đó Mình không biết là nếu mình bị nhiễm vaccine rồi Thì liệu như mình có mang về mình lây nhiễm cho nó hay không Rồi nó nhiễm nó sẽ như thế nào Mình phải cẩn thận cho con mình chứ Cho nên là mình đưa ra cái lý do này là người ta hiểu các bạn Hay là mình nói là mình have old parents at home thì người ta cũng hiểu thôi mình có bố mẹ già ở nhà mình cẩn tắc vô ái nấy thì người ta cũng hiểu thôi cho nên đây là những cách giải thích hay I have young kids at home who can't be vaccinated à, hay là my old parents at home who can't be vaccinated người già lớn tuổi đó các bạn mà có nhiều bệnh đó, thì cũng khó mà tiêm phòng được cho nên đó, khi mình có cha mẹ già ở nhà như thế rồi mình cũng phải rất cẩn thận nha. Thì mình đem ra mình giải thích như thế này cũng rất ổn. And I'm really worried about them. Và tôi rất lo lắng về họ. Đấy đó các bạn, 14 cách, có những cách hỏi thẳng thừng ha, có những cách thì mình đưa ra lý do để mình hỏi, có những cách là mình viện dẫn là có cái quy định mới ở một nơi nào đó, nó quy định như thế để hỏi thông tin về vaccine và cũng có những cách để mình có thể xoa dịu khi mà À, sắp à, xảy ra cái mâu thuẫn và tranh cãi chẳng hạn thì tôi hy vọng rằng là với 14 cách này được cung cấp bởi các chuyên gia y tế đặc biệt là CDC và những cái tờ báo lớn đó tôi tổng hợp lại sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc đó góp phần giúp cho mình hòa nhập vào cuộc sống bình thường mới các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại danh sách này từ đầu đến cuối các bạn nha. Are you vaccinated? Are you double dosed? Have you had both doses? Are you comfortable with sharing your vaccine status with me? I'm nervous about being around people. If it's not too personal, can you share your vaccine status? I'm trying to consider when to wear a mask. For your information, I got my second dose last month. The new rules say we have to be vaccinated. Okay, that's not what I believe, but either way, we have to follow the rules. Unfortunately, it sounds like we can't get together for now. It's only a temporary thing, we should all be able to get back to normal in a few more weeks. I'm vaccinated. I'm going to continue masking because I'm not sure about other people. We're sitting close here in our shared office. Do you mind if I ask if you're vaccinated or not? I know vaccination is really personal. It's something I want other people to know about me, which is why I'm asking. I have young kids at home who can't be vaccinated, and I'm really worried about them.